Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh Khoảng năm giáp ngọ Ất mùi 1774 đến 1775 Trong nước vô sự Thịnh vương Trịnh Sâm Thích đi chơi ngắm cảnh đẹp Thường ngự ở các ly cung Trên Tây Hồ Núi Tự Trầm Núi Dũng Thúy Việc xây dựng đình đài cứ làm liên tục Mỗi tháng ba bốn lần Vương ra cung Thụy Liên trên bờ Tây Hồ binh lính dàn hầu vòng quanh bốn mặt hồ. Các nội thần thì đầu bịt khăn, mặc áo đàn bà, bày bách hóa chung quanh bờ hồ để bán. Thuyền ngự đi đến đâu thì các quan hỗ tụng đại thần tùy ý ghé vào bờ mua bán các thứ như ở cửa hàng trong chợ. Cũng có lúc cho bọn nhạc công ngồi trên gác chuông chùa Trấn Quốc hay dưới bóng cây bên đá nào đó hòa vài khúc nhạc. Buổi ấy, bao nhiêu những loài châm cầm dị thú, cổ mộc, quái thạch và chậu hoa cây cảnh ở chốn dân gian. Chúa đều sức thu lấy, không thiếu một thứ gì. Có khi lấy cả cây đa to, cành lá rườm rà từ bên bắc trở qua sông đem về. Nó giống như một cây cổ thụ mọc trên đầu non hốc đá, rễ dài đến vài trượng, phải một cơ binh mới khiêng nổi. Lại bốn người đi kèm đều cầm gươm đánh thanh đa đốc thúc quân lính khiêng đi cho đèo tay trong phủ tùy chỗ điểm xuyết bày vẽ ra hình núi non bộ trông như bến bể đầu non mỗi khi đêm thanh cảnh vắng tiếng chim kêu vượn hót ran khắp bốn bể hoặc nửa đêm ồn ào như trận mưa xa gió táp vỡ tổ tan đàn kẻ thức giả biết đó là triệu bất thường bọn hoạn quan cung dám lại thường nhờ gió bẻ măng ra ngoài dọa dẫm Họ dò xem nhà nào có cây chậu hoa cảnh Chim tốt khứu hay Thì biên ngay vào hai chữ Phụ thủ vào Đêm đến Các cậu trèo qua tường thành nện ra Sai tay chân đem lính đến Lấy phăng đi Rồi buộc cho tội đem dấu vật Cung phụ để dậm dọa lấy tiền Hòn đá hoặc cây cối gì to lớn quá Thì thậm chí phải phá nhà hủy tường Để khiêng ra Các nhà giàu Bị họ vu cho là dấu vật cung phụ thường phải bỏ của ra kêu van chí chết có khi phải đập bỏ núi non bộ hoặc phá bỏ cây cảnh để tránh khỏi tai vạ nhà ta ở phường hà khẩu huyện thọ sương trước nhà tiền đường có trồng một cây lê cao vài mươi trượng lúc đỡ hoa trắng xóa thơm lừng trước nhà trung đường trồng hai cây lựu trắng lựu đỏ lúc ra quả trông rất đẹp bà cung nhân ta sai chặt đi cũng vì cửa ấy